Cơ quan năng lượng quốc tế nhận định chỉ có đầu tư lớn và năng lượng sạch thì mới có thể giúp các nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra, đồng thời tạo đòn bẩy để thế giới đạt được mục tiêu kiềm chế tình trạng biến đổi khí hậu. Trong báo cáo thường niên về thị trường năng lượng trong những thập kỷ tới, công bố ngày 13 tháng 10, các chuyên gia của cơ quan năng lượng quốc tế iea đã đưa ra một số kịch bản trong bối cảnh các chính phủ đang nỗ lực cân bằng giữa việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và duy trì nhịp độ của nền kinh tế iea cho rằng khi nền kinh tế thế giới suy giảm lượng khí thải sẽ tạm thời giảm trừ phi chính phủ các nước có những thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách phát triển của mình Giám đốc IEA nhận định dù lượng khí thải toàn cầu đã giảm kỷ lục trong năm nay, thế giới vẫn cần nhiều thời gian để đạt được mức giảm mang tính quyết định. IEA ước tính lượng khí thải carbon dioxide từ hoạt động tiêu thụ hay khai thác năng lượng sẽ giảm 7% trong năm nay.